Ok, chào các bạn, thì bây giờ tôi đã dẫn hai các bạn YouTuber người Hàn này là Turbo với lại Sam về với lại Cameroon. Ok, thì bây giờ tôi đã mua hết sẵn tất cả các bánh tráng, loại bánh tráng ở đây rồi. Đấy, nên là bây giờ tôi sẽ trộn bánh tráng cho mấy bạn này ăn thử. Nói chung là cái món bánh tráng, cái món mà chỉ Việt Nam có không? Chỉ Việt Nam có, mình muốn giới thiệu đặc sản. Xong rồi tôi có mua, đây. Đây, tôi thích món nào của Hàn Quốc mà có thể địch lại hai cái món này luôn. Tôi sẽ bỏ cái này thật là nhiều á. Bạn Sam này muốn nói là không cần quan tâm. Ok. Tomato. Nên là tôi nghĩ tôi sẽ đổ hết tất cả này vô cái bánh tráng trộn đó. Để tôi coi thử coi mấy bạn này có chịu được không. Very spicy food. No.
Không muốn cực. Vietnamese No, 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 no,
Your boy is married. Your boy married. Oh, together. Oh, no.